Mua gì ở đâu? Tường Vi và Hồng Loan rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu được phát sóng trên kênh HTV7 vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị khán giả tiếp tục cùng Mua gì ở đâu tìm hiểu về một số sản phẩm cũng như các dịch vụ rất hữu ích trong đời sống hàng ngày. Mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị thân mến, mở đầu chương trình hôm nay sẽ là một thông tin giao thông cần lưu ý đối với những khán giả thường xuyên di chuyển qua các tuyến đường tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhằm phục vụ công trình thi công xây dựng cầu Hang Ngoài, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo sẽ phân luồng nhiều tuyến đường tại khu vực này từ ngày hôm nay, ngày 25 tháng 11. Cụ thể, từ 9 giờ ngày 25 tháng 11, các loại xe tải và xe khách ngoại trừ xe buýt sẽ bị cấm lưu thông trên đường Nguyễn Văn Nghi và đường Lê Quang Định, đoạn từ Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Văn Đồng trong thời gian từ 9 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Quý khán giả có thể tham khảo lộ trình lưu thông thay thế từ đường Nguyễn Thái Sơn qua đường Phan Văn Trị đến đường Phạm Văn Đồng hoặc từ đường Nguyễn Thái Sơn qua đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Kiệm ra đường Phạm Văn Đồng. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý, cầu tạm có vị trí song song với cầu Hang Ngoài cũ, chỉ cho phép các loại xe có trọng tải dưới 13 tấn lưu thông qua cầu. Trong thời gian thực hiện lệnh cấm, quý khán giả di chuyển qua khu vực cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo trên đường. Dự án xây mới cầu Hang Ngoài đã khởi công từ ngày 5 tháng 9 năm 2020, có tổng chiều dài 650m. Trong đó, cầu Hang Ngoài sẽ dài 25m, rộng 22,5m, tăng gấp đôi chiều rộng so với mặt cầu cũ. Toàn bộ mặt đường trong dự án cũng sẽ được mở rộng tương đương mặt cầu. Chỉ với thao tác chạm đơn giản trên các thiết bị di động thông minh, quý vị khán giả tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ đã có thể nắm được mọi thông tin thời tiết thông qua ứng dụng News Thời Tiết. Đây là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí, cung cấp đầy đủ mọi thông tin về thời tiết, cảnh báo mưa gió, triều cường, giúp cho việc đi lại của chúng ta trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Ứng dụng News Thời Tiết là một ứng dụng được Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho ra mắt. Màn hình chính của ứng dụng hiển thị dự báo mưa, gió, nhiệt độ, các tin tức về thời tiết. Việc đơn giản hóa các số liệu về thời tiết cũng như kết hình ảnh từ các trạm quan trắc hiện đại sẽ cung cấp cho người dùng hình ảnh trực quan, chính xác, nhanh chóng về tình hình thời tiết đang và sẽ diễn ra. Đặc biệt, những thắc mắc của người dùng về thời tiết sẽ được đáp ứng trực tiếp thông qua chương trình livestream dịch vụ thời tiết với các khách mời là các chuyên gia đầu ngành hình ảnh được truyền trực tiếp từ phim trường hiện đại của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Chúng tôi sẽ đưa thêm những cái thông tin, ví dụ như là về cái bức xạ cực tím mà như chúng ta nêu hay gọi là bức xạ UV. Thế rồi những cái thông tin như là chiều cường, thông tin về xâm nhập mặn, yếu tố thời tiết thủy văn cũng hết sức là tác động rất là lớn đối với sinh hoạt cũng như đời sống sản xuất của người dân. Thì chúng tôi sẽ làm sao mà đưa được cái thông tin nó nhiều nhất. Ngoài việc tìm kiếm thông tin trên các ứng dụng, người dùng có thể tương tác và chia sẻ những hình ảnh, video về thời tiết. Sự ra đời của ứng dụng này giúp cung cấp thông tin thời tiết chính xác từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Từ đó, người sử dụng có thể tránh khỏi những vùng, địa điểm đang có điều kiện thời tiết xấu. Quý khán giả của Mua gì ở đâu có thể lên App Store hoặc CH Play của điện thoại để tải ứng dụng về. Cuối năm là thời điểm thị trường việc làm trở nên sôi động hơn bao giờ hết, bởi các doanh nghiệp, người tuyển dụng sẽ mở rộng sản xuất hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy năm nay nhiều doanh nghiệp phải chịu ảnh hưởng do dịch bệnh, nhưng nhu cầu tuyển dụng vẫn rất cao. Sau đây là ghi nhận từ chương trình. Theo thống kê đến tháng 11, Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hàng ngàn việc làm đăng ký tuyển dụng từ các doanh nghiệp và trung tâm cũng chuẩn bị khoảng 1.000 việc làm cho sinh viên trong thời điểm cuối năm. Được biết hiện nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp chưa nhiều so với mọi năm. Tuy nhiên, số lượng tuyển dụng cũng đã có dấu hiệu tăng dần, trong đó nhiều nhất là các công việc thời vụ tại chuỗi nhà hàng, quán ăn hay công việc làm gia sư. Đặc biệt vào cuối tháng 12 sắp tới, Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức ngày hội phỏng vấn tuyển dụng với sự tham gia tuyển dụng của hơn 50 doanh nghiệp. Sau khi đợt dịch vừa rồi thì quay lại thì cái số lượng mà tuyển dụng các doanh nghiệp bắt đầu nhiều lên.
có nhu cầu tuyển dụng, đặc biệt là các công việc mà thời vụ. Trung tâm cũng mời các báo cáo viên, mời các diễn giả, những cái tập đoàn lớn v.v. là những người mà đã thành đạt, họ sẽ trao đổi và hướng dẫn sinh viên để cho các bạn nhận diện được và các bạn không bị cuốn vào những cái mà cái lừa đảo trong cái việc làm. Đi đôi với nhu cầu tìm việc và tuyển dụng tăng cao vào thời điểm cuối năm, các thông tin tuyển dụng lừa đảo cũng khiến nhiều người lo ngại. Đây là vấn đề không mới, tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp bị lừa đảo với nhiều hình thức khác nhau như việc lương cao hay tham gia mua bán hàng đa cấp. Do đó, quý khán giả nên tìm đến các trang thông tin tuyển dụng uy tín như website sac.vn, fanpage Việc làm sinh viên, Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh v.v. hoặc trực tiếp đến đăng ký tìm việc làm tại các trung tâm của các đoàn thể phường, quận, thành phố. Trong khi đó thì chiếc khóa thông minh từ thương hiệu August, August Wi-Fi Smart Lock sẽ là một trợ lý đắc lực cho những quý khán giả nào thường xuyên để quên chìa khóa nhà. Một chiếc khóa thông minh đi cùng một ứng dụng di động để quản lý chính là một bộ đôi tiện dụng trong đời sống hiện đại. Do đó, August Wi-Fi Smart Lock sẽ bao gồm tổ hợp khóa cùng cảm biến đóng mở cửa DoorSense. Sản phẩm được tích hợp Wi-Fi đi kèm nên chủ nhà không cần phải mua thêm bộ phát Wi-Fi. Tuy có kích thước nhỏ gọn hơn so với các sản phẩm trước đó của hãng, song August Wi-Fi Smart Lock được hỗ trợ cả tính năng điều khiển bằng giọng nói thông qua Siri, Alexa và Google Assistant. Với khóa thông minh August, quý khán giả sẽ quản lý được tất cả mật mã, quyền truy cập và nhật ký ghi lại những hoạt động xảy ra trước cửa nhà, đồng thời có thể đóng mở cửa nhà từ xa mà không cần dùng đến chìa khóa hay tác động vật lý lên cửa. Sản phẩm có giá khoảng 5 triệu đồng và có bán tại Amazon.com. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, rối loạn tuyến giáp có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi trên cả hai giới. Tuy nhiên thì tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới gấp 10 lần so với nam giới. Trong khi đó thì việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh lý này ở nước ta thì vẫn còn hạn chế. Do đó, quỹ The Merck Family cùng Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã thực hiện chương trình Serious Strain vì những người phụ nữ tôi yêu nhằm tầm soát miễn phí bệnh lý tuyến giáp tại 16 bệnh viện trên cả nước. Và sau 2 năm thực hiện thì chương trình trên đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Theo đó, có đến 50% người mắc bệnh lý tuyến giáp không được chẩn đoán do triệu chứng không có đặc trưng, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Chỉ tính riêng tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương Hà Nội, các bệnh nhân đến khám và điều trị về tuyến giáp đã ngày càng tăng và tăng hơn 6 lần chỉ trong vòng 5 năm qua, từ 2015 đến 2019. Do đó, chương trình Steroid Change vì những người phụ nữ tôi yêu đã được thực hiện với hai giai đoạn chính là gia tăng nhận biết kiến thức bệnh lý và tầm soát miễn phí tại 16 bệnh viện tại 14 tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm cải thiện kết quả chẩn đoán, hỗ trợ người dân phát hiện sớm các bệnh lý tuyến giáp. Tuyến giáp là cái tuyến rất quan trọng cho hệ thống nội tiết, nó xác định là giúp hỗ trợ sự trưởng thành, phát triển của hệ thống thần kinh trung ương. Các bệnh lý của tuyến giáp sẽ bao gồm đó là biếu cổ là cái đơn giản nhất chúng ta nhìn thấy, nhưng nó chỉ như tảng băng nổi, đấy chỉ là phía trên thôi, còn lại bên dưới rất nhiều bệnh lý khác của tuyến giáp, đó là viêm tuyến giáp cấp, viêm tuyến giáp bán cấp, viêm tuyến giáp mãn tính, rồi suy giáp, basodo và ung thư. Sau 2 năm, dự án đã mang lại nhiều kết quả tích cực và ý nghĩa khi có 45.958 bệnh nhân đã được thăm khám, 23.430 xét nghiệm chẩn đoán chức năng tuyến giáp được thực hiện, trong đó phát hiện 7.963 trường hợp bất thường và 12.099 bệnh nhân được siêu âm để kiểm tra các bất thường. Thông qua dự án tầm soát, số lượng bệnh nhân có các rối loạn về tuyến giáp được phát hiện và điều trị là khoảng hơn 3.000 trường hợp. Hơn 25 năm tại Việt Nam, chúng tôi không ngừng mang đến các giải pháp chữa trị bệnh và hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là các bệnh liên quan đến tuyến giáp. Thành công của chương trình là cam kết của Merck nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống của người dân Việt Nam. Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều bệnh nhân tuyến giáp nữa được tầm soát và chữa trị, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu gánh nặng của xã hội. Việc tích cực tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh lý tuyến giáp nói riêng và nhiều căn bệnh khác nói chung là điều rất cần thiết. Do đó, trong thời gian tới, Merck Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhiều dự án cộng đồng khác như Happy Việt Nam nhằm nâng cao hiểu biết và tầm soát bệnh lý thấp còi ở trẻ em tại nước ta.
Mách nhỏ vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình ngày mai cũng trên kênh HTV7 với sự xuất hiện của các bộ sưu tập thời trang làm đẹp mới nhất.